Đây là quá trình test máy trực tiếp khi được bàn giao đến khách hàng. Dòng máy chăn nuôi cao cấp Tekio TK3000. Máy được trang bị 16 dao băm inox chống rỉ và dao thái bầu 2 lưỡi thép nhíp gen ô tô bền bỉ, giúp dễ dàng băm thái các loại thực phẩm chăn nuôi.